cái tôi bảy con thằng lằn rất chán em rồi. Ôi thằng lằn này to à, to đùng thằng lằn đây. Đây đấy thằng lằn à, cuốc cái đầu nó cái đuôi chứ nè, đây, cái đầu nè. cái đầu cái đuôi đó, còn cái đuôi với mình. Còn cái đuôi đuôi với cặp vợ sao nó nha. Dài trời mưa quá trời ở đây, nghe không biết có bão không, do mưa gió lạnh quá trời mọi người. Nay mình lại tiếp tục trong nhà mọi người ơi, nay mình sẽ làm bánh canh nha mọi người. Bánh canh này không phải bánh canh như ta mọi người, bánh canh này bánh canh đặc biệt nha, xin mọi người coi mọi người sẽ biết nha. Rồi mời mọi người theo mình làm bánh canh nha mọi người. Ok, giờ đây là bột nha mọi người, bột gạo với bột phụ năng, bột năng. Giờ đổ ra đi, đổ thôi. Chưa chưa bông năng chưa chưa đấy nha. Chưa ít hơn nữa bột chứ. Đổ bông này chứ, đổ bông này chứ. Đổ bông này chứ. Hai bông này đổ vô chung nha mọi người. Này mình xíu mình chừa đi. Ừ. Mình có bay từ nhà luôn á. Này em đổ mình chừa đi chứ không mình nắng. Chứ không có đâu hết nắng nó dính tay đó. Máy rửa tay nha mọi người, xịt bông rồi. Tay là tay rửa xà bông sạch sẽ nha mọi người, không có thấy chưa? Thầy bạ nha. Thầy bạ. Đây là cái bình nước sôi mình đã nấu rồi nha mọi người. Rồi đổ vô. Lấy tay mày ra rồi, nước nóng. Chơi lại đi em sao không? Chơi mày giờ. Đây mình sẽ đổ vô cho nó chín bột nha mọi người. Này không có lấy đũa sao biết đường trộn mày. Nè. Nóng hổi à. Giờ mình sẽ lấy cái đũa cái muỗng và mình khuấy bột cho mọi người. Tí đang khuấy bột lên mọi người. Còn khô quá. Rồi để vừa ấy nha, để nhão cái là hết hết giò luôn á. Em Bảy thì đang đang lọc tôm với cua dưới nha mọi người. Xíu nữa anh Bảy mới lên. Cái kênh này rất là đặc biệt nha, xíu mọi người sẽ coi nó đặc biệt ra sao nha. Trời đây nha mọi người, nãy giờ nắng này nhìn cái bãi chiến trường nè, không còn gì hết luôn đây nè. Vô bánh mì nha mọi người, vô bánh canh chứ, làm bánh canh hay vô bánh mì được nè, không còn gì hết trơn luôn, tan hoang hết rồi. Cho nó ra bột nha mọi người, cho bể mấy hòn gạo không. Nhìn tay chân nè, tay mình mà nãy mới rửa nè. Xíu mình sẽ nắng hình con vật nha mọi người. Dạ yeah, nhờ nha. Mọi người đón xem nha. Ok bây giờ bột cũng nắng được rồi mọi người ơi. Bây giờ hai thanh niên này thi nhau nắng nè mọi người. Dạ thằng sẽ nắng con nha mọi người. Mọi người sẽ nắng một con. Vun. Vun gì? Vun. Bự vậy? Nhớ rồi. Dạ. Ta sẽ nắng con gắn. Con gắn hả? Dạ vậy. Ủa rồi để vô chỗ nào? Sao để vô bên đó bột không? Bột không gì? Đây cũng là lần đầu tiên hai thanh niên này làm bánh canh mọi người. Không biết có sử dụng được hay không thôi. Gắn nha. Con này con gì? Gắn. Gắn gì kỳ vậy? Từ nó ra gắn. Giống lãi quá. Này sẽ gắn cho dài với mọi người. Đó. Giờ. Cái này gắn đuôi chuông đi nha. Nào đục cuốn lại nha mọi người. Đục đuôi đỏ. Cuốn lại. Mấy con chín không nè. Ngóc đầu không nổi à, què vậy. Đấy. Mọi người thấy gắn không? Đó. Phải có màu nó quất thêm hai con mắt nữa. Trời trời bánh canh mà nắng thành con, thành con gắn cũng không hiểu nổi. Bên này thanh niên này con gì đây? Con gì vậy? Đấy, gắn rồi thấy không rồi, nó bắt đầu nè. Không biết thanh niên nó nắng à. Nắng cái con gì mà cười mặt nham nhỏ quá không biết. Đây là cái sao của con gì đây? Con này lấy chút ăn nha, quyền đó, con này con quyền. Con gì mới được? Con ấy. Con ấy là con gì? Con Jun. Con Jun cơ, o tròn. O tròn, thấy không? Con Jun o tròn nè. Đầu con mèo nha. Nắng ăn dạ.
Tí nó đam mê gà, nó nắng gà mọi người. Ai luôn nó coi gà thì nắng rồi. Nè nhìn lên thấy rồi chi mượn nữa. Con thứ hai đây. Gà anh chưa ta. Đó giờ mới nghe vụ mà bánh canh nặng hình luôn á trời. Đây. Cao có mèo giống rồi. Này mình này được. Đây. Đó. Thế con thứ hai nha. Trời lỗ tai kìa, bên xéo bên ngay. Mày có đánh con gì thế kêu tí. Con này con giữ người ta nó ngộ. Con gì mày nằm chú bọt tao chốt mày. Tí con gì mà núp lên lùm vậy? Chú như bọt như vậy à. Nó gì vậy ta? Nó góc gọn ngắm này. Rồi con gắn kìa. Ăn cua nè, coi bánh canh cua nha mọi người. Nó con gì mày nghĩ gì sẽ nghĩ gì? Thanh niên này biết nắng con gì mà mặc cái ấy nè. Mà thấy căng quá. Đặt mấy nó mấy mèo ra. 4 mèo. Cua 6 mèo. Nó biết chín không lắm rồi. Nắng cá lòi, chín sống được ăn nha. Ồ nó cá lóc mít, nắng cá lóc mít. Nó lóc mít ăn biết nào chín. Đó, cá lóc mít không ăn rồi sao? Cá lóc mít cứ để đây này. Mày không có gan con lóc mít luôn á. Biết con lóc gì vậy? Tròn tròn. Con lóc mít gì kỳ cục vậy? Này con gì? Con cua nặng lâu nha mọi người. Rồi bây giờ mình tắt máy quay mình nặng với nó mọi người chứ cái thao này nó hai này nó nắng tới chiều luôn á. Nó chiều là chút hết biết con gì luôn á. Nặng xong mình sẽ review mấy con cho mọi người xem nha. Rồi, vậy mình nặng với nó. Ok nha mọi người, đây. Con đầu tiên là con thằng lằn nha mọi người. Thằng lằn núi. Này là con ngôi sao đi. Đó ngôi sao đó hả? Đây là con khủng long nha. Đây là con mực. Đuôi nó ngon nè, không có mắt nè. Đây đầu đầu trâu, mặt ngựa. Đây là con cá nha mọi người. Rồi đây là con rắn. Đấy. Thầy thấy rắn không? Rõ chưa? Đây tới đây là con này ăn gì quên mẹ rồi. Con chuột. Chó. Chó hay con ngựa gì quên tiêu rồi. Đây là đầu con mèo nha. Đây là trái tim của con tí. Tí là nặng ba cái này là ba không biết ba gì rồi. Lọ. Đây là con chim nha mọi người. Chim. Đấy. Chim cánh cái đuôi mà không có chân. Chim quay tí cũng ban chim. Ở đây cũng ban chim. Đây là con rùa nha. Rồi hết đây, đó. Tổng hợp được. Quay lại cái ghế đây. Đây. Và gắn thấy ngóc đầu không? À, con mực thấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ đi nấu nha mọi người. Bột này đó là lãi. Bột cái bảy nè. Bảy lãi. Bây giờ mình sẽ đi nấu nha. Nên mọi người nãy giờ thì nước mình nấu cũng sôi nha mọi người. Nước đây nãy mình có bỏ miếng nước cốt dừa vô nha. Ok. Đây bút đây, trao lòng á. Ok. Bây giờ bỏ gì vô? Đây, phần đây mọi người. Tôm, cua nè. Này là nước cốt dừa nha. Này hành. Đúng rồi, đều là trước. Có nước mắm ngọt với cái gì hạt nêm. Đây, còn đây là con mình vô trước. Đơn tư. Đây là mấy con nãy mình nặng không rồi. Với mấy đó là nãy cũng bộn mà thấy không đủ mua thêm miếng mọi người. Tao cộng ta sao công mọi người, không như mình. Rồi bỏ mình bỏ mấy con này vô trước. Bỏ mấy đó trước đi. Rồi mình sẽ bỏ mấy cái này vô trước nha mọi người. Nước cũng sôi rồi. Đây. Từ từ. Thì nó kẹo nước á. Dăng nó đi. Em sẽ đổ cái này vô hết nha mọi người. Nước nhiều đem mới đủ nữa nè. Thấp thấp này. Rồi từ từ cái chân mé bọc nhỏ cái chứ. Người ta của người ta làm cứng ngắt luôn mọi người. Của mình làm sống mềm mà. Đây của mình tới bên mình nha. Của anh ta xong rồi. Anh ta nè. Tới bên mình nè. Mình cộng mình đi đây nè. Đây mọi người bỏ vô hết nha, còn cái mớ này xíu nữa nước sôi nó sôi thêm quận nên mình sẽ đổ cái này vô nha. Mình đổ nhiều quá trời nó sẽ dính nhau mọi người. Nó gãy nó đứt bây giờ. Để nước sôi. Vậy sẽ đợi nước sôi nha mọi người. Đây nãy hai con cua mình lột ra được nhiêu thịt nha mọi người. Nhiêu đây là ngọt lắm á. Thì bánh canh tôm mọi người. Ủa, ở này là gì? Nước cốt dừa cho béo. Chút nó chín rồi bỏ vô. Đấy, dẫn chưa? Chắc mình sẽ bỏ vô đây hết. Để mình đợi cho nó sôi nha mọi người.
Đây là nước xoay nha mọi người, bỏ chim mới đó vô nha mọi người. Bắt bỏ giùm để tết qua tí. Ủa cảnh này. Mèo. Thấy mày, thấy không? Gì con này có gì qua đây? Để cho nó đừng bể nha. Con này có gì qua đây? Con hù. Con hù. Chim cánh cụt. Chim mày, để chắc chắc bên không? Bên mới nói trên vậy. Nó lội trên vậy. Cá rồi bỏ vô cho lội đi. Cá rồi. Cái chẻ mờ, cái chẻ mờ. Cá rồi còn cá. Con ăn gì? Mua dương. Xíu đây, hồi nó sống bây giờ đó, hồi đó. Hồi vô sau nó sống bây giờ, nó vô trước rồi. Cua. Con sao? Xíu đây quỷ, đâu rồi nó sống đó. Lần. Sống đi cho mày ăn luôn đó. Lờ. Lờ. Cái chẻ nó xuống nè. Rắn. Mệt. Cũng là mọi chúa. Đây giờ đây nó xoay xíu nữa mình bỏ cái này vô nha mọi người. Đây bỏ tôm nha mọi người. Một tôm vô. Xoay đó. Đổ nước vô, nước nó ngọt hết rồi, đổ đầy nước vô. Rồi đổ tôm trước đi, từ từ. Con đâu phải cho mắt hình. Sao mà nó để tôm vô cái tay gung 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 ta. Đầu cũng cái tay quá. Ok, vậy là đã được một nồi bánh canh rồi mọi người ơi. Tràn luôn vậy. Nồi bánh canh siêu to luôn. Bá cứ nồi nè mọi người. Để đủ cả xóm lên ăn. Một cái dần cái tràn tí tí. Mình sẽ bỏ cua luôn nha mọi người. Ok, bây giờ để cua vô luôn nha mọi người. Nhìn thấy hấp dẫn lắm mọi người. Đây nè, ngọt nước rồi đó. Thanh niên nè, coi nè, bếp trưởng mà nấu ngồi tướng nè. Quả trưởng luôn bạn. Quay bậy bạ. Cái quần khép nép rồi mọi người ơi. Khép lại cái. Nêm nha. Ngắm trước nha. Ngủ không đại đi. Đây là đầu bếp chính mọi người ơi. Một muỗng luôn đây. Một muỗng lưng nước mắm mọi người. Bây giờ lên cái rồi hết biết đường nêm hay gì nước mắm không hết biết đường rồi. Bột ngọt. Bao nhiêu bột ngọt? Xíu bột ngọt nha mọi người. 50 gram bột ngọt mọi người. Chục được không được 50 thôi. Không được. Bây giờ sẽ bỏ hạt nêm vô luôn mọi người. Nêm cà no. Cho nó ngọt nước nha. Cà no nè. Ở trên đây này. Sẽ múc qua bên kia bóp mọi người. Múc qua cái xoàn kia bóp. Cái nó đầy bỏ nó cốt nó chan à. Con này xong tôm đấy nha. Nhưng cũng khá hấp dẫn, không biết ăn nó làm sao đây mọi người. Rồi ok, mình sẽ bỏ nước cốt vô luôn nha. Nước luôn kèo kèo đeo luôn trời. Đây là cốt mọi người. Cốt để gì trong đó nữa chị? Để hành. Để qua bên kia. Ừ, tí rảnh chưa? Ngủ. Để ngủ sớm này ăn tiếp mày. Đó. Chưa thử nữa. Xong. Tới gì? Để hành lên hả? Nóng hả? Nóng hả? Nóng hả lắm hả? Trời ơi, chơi hoài chứ. Nóng nó chạy luôn. Nó bỏ hành vô. Hành tới vô mà cũng nóng nữa ta. Rồi, rồi không phong cách. Cũng để anh hả? Ừ, máu rồi, máu rồi. Trời đổ ngoài chơi với cha kiểu đó đó. Đây xong rồi nha mọi người. Để sẽ lấy đồ review nha. Cứ cắm đầu vô đây. Cắm đầu vô chỗ này không có hành nè. Sau khi cái nồi chính đã có một sự cự cãi nhẹ mọi người. Rồi đồ review nha mọi người. Rồi chén đâu? Tắt đi. Quá trưởng. Mọi người bán mọi người ơi. Này là của tao mua heo mà bán. Bán cho cô tí 2.000 bánh canh. 2.000 bánh canh đi. 2.000 rồi. 2.000 đó. 2.000 nha. 2.000 nha. Ăn nước à. Ồ. Đây rồi 2.000 coi đây. Cô tí được 2.000 bánh canh mọi người. Thiếu này. Cô 2.000 được nhiêu nè. Đó, 2.000 bánh canh mọi người. Mua 2.000 cho bán hành không chứ sao. Mua thêm nhiêu nữa? Mấy ngàn nữa.
10 ngàn đi. 100 ngàn đi. 100 ngàn đi. 100 ngàn phải không? Cho mình miếng cua nữa. Đó, thấy không? 100 ngàn. Con tôm nữa. Đó. Anh bảy mua nhiêu nè? Anh bảy mua nhiêu? Bán nhiều mua nhiều chứ bây giờ không biết đường rồi. Giờ bán tô 25 ngàn nè. Cái này, cái này đáng lẽ ra là phải có thêm một miếng tiêu nữa mọi người. Tiêu lấy. Nhưng mà mình quay gì đây không có ai lấy được hết chứ. Đây bỏ miếng đó, nói gì là có thằng hiểu liền. Tí thấy vậy nó đi liền mọi người. Hiểu ý. Tí hiểu ý hết trơn á. Em bảy ba tô có 25 ít tôm một tí nha, không có cua luôn. Nè. Xong lấy muỗng để vô bóc gì? Rửa tay rồi mà. Ê! Trời ơi. Tí thật là quả chưởng các bạn à. Thử tình quá trời tôm bự quay. Ồ kiểu này chắc chén này. Bậy quá. Chén này chắc 80 ngàn quá. Bậy. Thấy mấy cái con kia tôi đâu? Cái con kia con đâu? Bậy lắm rồi. Cái lò. Thế ông im mẹ à mồm đi. Thì làm gì? Hai này một con rồi. Tí nó lấy cái món ăn của nó, cái đồ của nó mọi người. Nó chín rồi nữa. Thấy ngồi sao trước à? Tao cũng gùa à. Cái lỡ con rồi. Đây con này cũng ăn gùa không? Này hồi bấy nhạy nội canh chua luôn vậy. Ăn đi. Rồi. Nó bự quá mày. Chổng quá chịu thiêu luôn nè. Cho xong luôn nè. Cho xin con coi. Này con gì? Con có gùa nè, ăn gùa nè, gùa nè mọi người. Gùa loại trong canh. Để trên để cho quay cho thấy coi. Gùa nè. Mày ăn gì không? Gì? Ăn gì nè? Cho con gì ăn? Cho thằng lăng, cho quay thằng lăng. Cho thằng lăng đủ cánh. Gấp luôn lăng ơi. Gấp luôn hả? Đủ đứt không? Không đứt đâu. Dài đứt ạ. Đây thằng lăng các bạn. Đây thằng lăng mọi người. Cho mình thằng lăng luôn mọi người. Rửa mùng. Rồi giờ thanh niên nào review trước đây? Con này con gì để review cái con này các mọi người. Kiếm là con review. Cái chén này là chỉ giá là tới 50 ngàn lắm mọi người. Đây cái đầu con mèo nè mọi người. Đầu mèo nha, đấy. Đang nguyên sống chính nữa nè. Thanh niên quyết định quất cái đầu mèo trước mọi người. Dai dữ vậy? Thịt mèo dai ghê quay. Sao? Cảm giác sao? Rồi phỏng chắc luôn, phỏng chắc luôn, đừng nói phỏng. Ngon. Ngon, mình được không được. Hơi kẹo quá. Béo béo nè. Nó ngọt của cua với tôm nè. Nó thơm của hành nè. Nó chút lần này nhiễu nước miếng nè, nó. Ê, tí sẽ chia review đây. Người review thôi. Để thêm con gì nữa nè. Tới review. Cái gì? Cái lò. Con mẹ cái mồm mày đi không? Tao đã chăm đấy. Tao đánh vỡ mồm mày ra rồi. Không phải. Này. Dài quá trời dài luôn. Rồi chuẩn bị cái phỏng nè. Rồi nè. Sao? Nằm nạm hết. Sao? Cay lắm. Có tiêu. Vị ngọt cua với tôm nó mới nữa. Thơm mùi của hành nữa. Ngon quá. Không vị béo của dừa hả? Lạc quá. Hơi lạc quá. Nó bỏ ra mặn á. Anh bảy mọi người. Thử anh bảy thử con thằng lằn nữa mọi người. Ê bảy ăn thằng lằn đi. Vô. Nãy giờ mình quay mình cũng chết đâu mọi người. Để nón ơi. Mình quay con đầu nó lấy nón rồi nón à. Mọi người tóc đẹp nè. Chứ mình con lãi nha, con lãi đi. Thằng lặng à. Lãi tư nặng tư ăn. Dùng lãi với mình ha. Sao? Ngon. Ngon mọi người. Ăn béo luôn nó cốt. Ăn thằng lặng ơi. Thằng lặng nữa hả? Thôi cái tôi bảy con thằng lặng gớt chán em rồi. Ôi trời ơi, to à. To đùng ngay. Đấy thằng lặng à. Cái đầu cái đuôi chứ đây. Cái đầu nè. Đầu đuôi. Đó, còn cái đuôi với mình. Còn đuôi. Đuôi với cặp vợ sao? Nó dài. Lặng dài hả? Lặng bự quá. Ừ. Quất cái đuôi luôn mọi người ơi. Luôn. Béo không vậy? Ồ, béo. Béo. Ngon. Tí con gì còn gùa đâu ăn chưa? Chưa. Tí bắt đầu quất con gùa nha mọi người, đây. Cái con gùa. Hồi nãy mình ăn cái lò xong rồi tới con gùa. Lò. Con gùa nè. Cắn cái đầu rồi. Chết mọi người cắn cái đầu rồi.
mùi dai quá à. Mùi dai không? Dai. Đây còn quay trong người còn nguyên cái mình luôn. Quất trong họng một luôn. Cũng khá là ngon rồi mọi người ơi. Rồi quất họng một luôn. Quất cái tim của tí nữa nè. Mời mọi người ha. Rồi. Sao? Ngon. Ngon quá. Cái bánh canh này đặc biệt nha mọi người, bánh canh thì hình con quái vật gì thôi. Còn con gắn với con bạch tuộc rồi cũng bỏ trong mực nữa. Có cái gì bánh canh thì có mực luôn nha mọi người. Quá đã. Quá trời cái nồi này ăn quyết nằm hết. Mọi người giờ quốc cũng cạn nồi bánh canh này, khúc rồi nha mọi người. Ăn giờ cũng hết nồi nha mọi người. Nồi. Nghe ăn rồi mọi người. Kìa, chén còn được. Bây giờ mình tới đây kết thúc mọi người. Bye. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha.